luôn trời đổ cơn mưa, ta buồn ta ngủ từ trưa đến chiều. Ngủ nhiều thế đã hóng được drama mới nhất trên Top Top chưa? Nếu chưa thì ấn like và cùng chị Kính tìm hiểu ngay nhé. Câu 1, đố bạn biết vừa rồi Bảo Ngọc dính drama với ai? Vũ trụ Top Top đang chia thành hai phe, một phe là Bảo Ngọc, phe thứ hai là chị Thơ Nguyễn, do họ dính drama với nhau đấy. Chị đã bị bắt nạt ở một môi trường làm việc và chị không lên tiếng, không nói là chị để yên. Câu 2, Bảo Ngọc và chị Thơ Nguyễn có xích mích khi làm gì? Thì biết rồi, nhưng một số bạn thì chưa biết đến drama này đúng không nào? Chẳng là khi đi quay phim chung với một idol nhí, chị Thơ Nguyễn đã bị cà khịa bằng một con búp bê đấy. Câu 3, chị Thơ Nguyễn đã bị xử phạt như thế nào sau drama búp bê? Không chỉ bị phạt hơn 7 triệu đồng mà chị còn bị bế lên TV nữa. Đúng là buồn của Thơ Nguyễn luôn mà. Nhiều người chỉ trích Thơ Nguyễn chưa nhìn thấy cái sai của mình, rằng cô đang đầu độc cả một thế hệ trẻ nhỏ với những video clip không chứa giá trị gì. Còn lời xin lỗi thì thiếu thành ý, kiểu nói cho có như lời bài hát đã được chế lại. Nắng sớm lung linh muôn đóa hoa vàng, mình xin lỗi, được chưa? Chia sẻ câu chuyện bản thân bị bắt nạt sau bao lâu? Theo như chia sẻ của cá nhân chị Thơ Nguyễn thì khoảng gần 2 năm trước chị ấy bị bắt nạt nha. Lúc ấy chị ấy chỉ biết khóc và im lặng thôi. Sự mệt mỏi. Nhưng sau đó mới thôi bước ra khỏi phòng make up và chị đã khóc rất là nhiều và nỗi đau đó rằng gì trong con tim của chị trong suốt 2 năm. Câu 5, theo Giang Cư Mận đồn đoán thì ai là người bắt nạt chị Thơ Nguyễn? Các thám tử mạng, đặc biệt là đội quần fan hùng hậu của chị Thơ Nguyễn đã đoán ra ngay là bé Bảo Ngọc sau khi chị ấy đăng bài đấy. Câu 6, Bảo Ngọc có thừa nhận bản thân bắt nạt người khác không? Sau khi hàng loạt fan chị Thơ Nguyễn tấn công trên các nền tảng mạng xã hội, Bảo Ngọc đã lên tiếng phủ nhận chuyện mình đi bắt nạt người khác. Để lại điều là thật. Mọi người vu khống cho em là em đi hại một cái chị nào đó, hoặc là em làm một em có những hành động không tốt đối với những người lớn, thì thật ra là em không có. Và khi mà bị vu khống như vậy thì tất cả mọi chỉ trên mạng không đâu mà gặp ở ngoài đời, và đặc biệt là ở trong không gian trường học thì em lại bị mọi người đi ngang và tấn công rất là nhiều. Theo các chuyên gia, bất cứ ai có thể trở thành nạn nhân của bạo lực trên không gian. Câu 7, mẹ của Bảo Ngọc đã làm gì để chứng minh con gái không bắt nạt người khác? Là trời, không phải ai cũng có can đảm như vậy. Để bảo vệ con gái, mẹ Bảo Ngọc đã xuống tóc, thành tâm chứng minh mình và con gái không làm chuyện gì có lỗi, cả khịa người khác cả. Câu 8, tinh thần của Bảo Ngọc như thế nào?
nào trước áp lực dư luận. Bị bạo lực mạng thì ai mà vui cho nổi. Khoảng một tháng nay Bảo Ngọc đã bị trầm cảm và bạn ấy vô cùng buồn đấy. Ai fan Bảo Ngọc thì hãy động viên bạn ấy nhé. Câu 9. Mẹ của Bảo Ngọc khóc mấy tiếng một ngày? Trước drama không hồi kết của con gái, mẹ Bảo Ngọc buồn đến mức có hôm khóc tận 7 tiếng đồng hồ. Đúng là mẹ nào cũng thương con các bạn ạ. Câu 10. Khi hay tin mẹ Bảo Ngọc xuống tóc, chị Thơ Nguyễn đã làm gì? Màn cà khịa có 102 đến từ vị trí của chị Thơ. Tuy không chỉ đích danh Bảo Ngọc bắt nạt mình, nhưng khi thấy mẹ Bảo Ngọc xuống tóc, chị Thơ đã đăng ảnh tóc giả kèm những lời nói có ý mỉa mai. Trên TikTok. Nhận được quá nhiều bình luận tiêu cực từ cư dân mạng, Bảo Ngọc đã phải tắt bình luận, chỉ những người bạn bè mới comment được thôi nè. Nhìn anh ta đang ngỡ sự từ kỳ đã vẫn vương, ngồi bên cây tương tự âm đàn hát phù vang. Là người bị bạo lực. Chị Thơ Nguyễn chia sẻ rằng bản thân bị bắt nạt. Cơ mà hiện tại cả Bảo Ngọc lẫn chị Thơ Nguyễn đều bị bạo lực nhá. Nhiều bạn chưa rõ thực hư đã bình luận không hay, thậm chí là chửi nữa đấy. Chia thành mấy phe phái. Như chị Kính cũng đã nói từ đầu rồi đó, trên mạng đang chia thành hai phe. Một phe là Bảo Ngọc, còn phe còn lại là Thơ Nguyễn. Hai bên cứ không ngừng đấu đá qua lại thôi. Để bảo vệ idol của mình. Ở đây hẳn sẽ có bạn là fan của chị Thơ Nguyễn, có bạn là fan của Bảo Ngọc. Ai đúng ai sai vẫn chưa được làm sáng tỏ, nên các bạn hãy động viên idol của mình, chứ không nên cà khịa hay công kích ai đó trên mạng. Vì như vậy thì chính các bạn cũng bạo lực người khác đấy. Có ích cho cộng đồng. Nhỏ tuổi vậy thôi, nhưng bạn ấy đã trích một phần số tiền mà bản thân kiếm được để đi từ thiện đấy. Các bạn nên học hỏi điểm tốt này của Bảo Ngọc nhé. Nhỉ?
rồi cũng phải mê Blackpink thôi. Hệ tư tưởng hắc hường xâm chiếm top top Việt Nam luôn, mê lắm nha. Câu 17, lý do anh Tiểu Bảo Bảo không quay video cùng chị Thương Nguyễn nữa là gì? Không phải anh Bảo và chị Thương nghỉ chơi đâu nhé, mà anh chị không quay chung clip nữa thôi nè. Anh Bảo dừng theo đuổi YouTube, còn tình cảm của anh chị vẫn khăng khít như những người bạn thôi. Anh Tiểu Bảo Bảo, anh có yêu em không? Bị khùng hả? Sáng giờ uống thuốc chưa? Vậy là cuộc tình kết thúc chỉ trong vòng 1 giây à. Câu 18, tại sao chị Thương Nguyễn chuyển sang bán đồ trên TikTok Shop? Trời, chị Thơ kinh doanh là phụ nhưng yêu quý fan là chính nha. Thế nên mới bán đồ vừa rẻ lại vừa đẹp nữa. Video đến đây là hết rồi. Hãy đăng ký kênh chị Kính để cập nhật các xu hướng một cách nhanh nhất nha. Yêu các bạn rất nhiều. Bye bye.